Top 5 vật dụng cần thiết dành cho dân mỹ thuật và thiết kế. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thứ không thể thiếu dành cho họa sĩ hay các nhà thiết kế nhà. Bạn có biết rằng để trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp, không chỉ cần có kiến thức, kỹ năng mà còn cần phải có những công cụ, vật dụng hỗ trợ đáng kể cho công việc hàng ngày của bạn không? Từ máy tính, bảng vẽ điện tử cho đến các phần mềm thiết kế chuyên dụng, tất cả đều đóng vai trò quan trọng giúp các nhà thiết kế có thể sáng tạo, thể hiện ý tưởng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Vậy hãy cùng điểm qua xem nó là gì nhé. Số 1. Bàn vẽ kỹ thuật. Đây là loại bàn chuyên dụng, được thiết kế dành riêng cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư, họa sĩ và những người làm công việc sáng tạo. Với thiết kế không kim loại chắc chắn, bạn sẽ có cảm giác như đang tạo ra những tác phẩm kiệt tác trong một xưởng chế tác của người khổng lồ. Nhưng đừng lo, nó vẫn khá dễ thương nhờ bề mặt gỗ êm điếc cao cấp, tạo nên sự ấm áp và sang trọng cho không gian làm việc của bạn. Chưa hết, chiếc bàn này còn sở hữu những tính năng chất lử khiến bạn sẽ không muốn rời xa nó. Chẳng hạn như khả năng điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 45 độ, giúp bạn thay đổi tư thế làm việc linh hoạt mà không lo bị mỏi lưng. Hệ thống khay đựng bút, camper cũng khiến không gian của bạn luôn ngăn nắp. Bạn sẽ không phải lục lọi khắp nơi để tìm những dụng cụ cần thiết. Vậy nếu bạn muốn biến không gian làm việc của mình thành một thiên đường sáng tạo đúng chất, hãy nhanh tay sở hữu ngay chiếc bàn vẽ kỹ thuật này nha. Chắc chắn nó sẽ là người bạn đồng hành cực phẩm của bạn trên con đường chinh phục những ước mơ sáng tạo của mình đó. Số 2. Máy in màu. Bạn đang tìm kiếm một chiếc máy in màu để thể hiện những tác phẩm thiết kế sáng tạo của mình phải không? Với khả năng in ấn sắc nét, độ phân giải lên đến 5760 dấu nhân 1440 dpi, bạn có thể in ra những bản in ấn chất lượng không tì vết, phù hợp để trưng bày hoặc làm mẫu sản phẩm. Không chỉ vậy, tốc độ in nhanh chóng lên đến 15 trang chia phút cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu. Ngoài ra, chiếc máy in này còn rất dễ sử dụng và thân thiện với môi trường. Hệ thống mực in riêng biệt giúp bạn chỉ cần thay thế màu in đã cạn mà không phải thay toàn bộ hộp mực. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất mà tôi nhận thấy ở chiếc máy in này chính là giá cả. Sở hữu một chiếc máy in chất lượng như vậy, bạn phải chuẩn bị một khoản ngân sách không nhỏ. Nhưng nếu bạn là một tay chơi thiết kế chuyên nghiệp, thì đây chắc chắn sẽ là một khoản đầu tư xứng đáng. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy sở hữu ngay chiếc máy in màu này để thổi một luồng gió mới vào không gian làm việc của mình. Tin tôi đi, bạn sẽ chẳng bao giờ hối hận về quyết định này đâu. Số 3. Bảng vẽ điện tử. Bạn đã từng mơ ước được trở thành một họa sĩ tương lai nhưng lại không có khả năng vẽ tay ư? Nếu vậy, thì bảng vẽ điện tử này chính là cứu tinh của bạn đấy. Trước tiên, hãy thử tưởng tượng mình đang cầm trên tay một chiếc máy tính bảng siêu mỏng, nhẹ và cực kỳ sang chảnh. Bây giờ, hãy dùng ngón tay thon thả của mình vuốt, gõ lên bề mặt cảm ứng siêu nhạ. Bạn sẽ thấy phản ứng vô cùng mượt mà, như thể nó đang chào đón những cử chỉ của bạn. Ồ, không chỉ vậy, bảng vẽ điện tử này còn có thể kết nối với máy tính, điện thoại thông minh của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể tha hồ sáng tác, vẽ vời mà không lo việc lưu trữ. Chỉ cần một chạm nhẹ lên màn hình, bạn đã có thể chia sẻ những siêu phẩm nghệ thuật của mình với bạn bè, gia đình rồi. Nhưng đừng nghĩ rằng bảng vẽ điện tử này chỉ là một chiếc máy tính bảng thông thường đâu nhé. Nó còn có rất nhiều tính năng siêu cấp như vẽ, viết, xóa, thu phóng, di chuyển các đối tượng. Bạn thậm chí có thể tạo ra những bức tranh 3D ảo diệu chỉ bằng cách vuốt, gõ tay lên bề mặt. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một họa sĩ triệu view trên mạng xã hội hay chỉ đơn giản là thỏa mãn cái hồn nghệ sĩ của mình, hãy nhanh tay sở hữu bảng vẽ điện tử này. Tin rằng, nó sẽ trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trên con đường chinh phục những đỉnh cao sáng tạo của bạn. Bạn muốn trở thành một ông trùm trong thế giới thiết kế đồ họa, thì đây, hãy cùng tôi điểm qua một số phần mềm thiết kế hàng đầu nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với ông lớn trong làng Adobe đến Creative Cloud. Đây là bộ công cụ thiết kế tích hợp đáng kinh ngạc, bao gồm những trụ cột như Photoshop, Illustrator, InDesign. Mỗi phần mềm đều có những tính năng riêng biệt, nhưng khi kết hợp lại thì cái bộ tứ siêu việt này sẽ mang đến cho bạn sức mạnh tuyệt đối trong việc tạo ra những sản phẩm đồ họa chất lượng cao. Nếu bạn là fan của sự tối giản, thanh lịch, thì Seeking chính là lựa chọn dành cho bạn. Đây là một phần mềm thiết kế UI/UX chuyên nghiệp với giao diện đơn giản nhưng lại vô cùng vừa phân. Bạn sẽ được trải nghiệm quy trình thiết kế một cách suôn sẻ, từ khâu wireframe, markup cho đến xuất phần, chia sẻ. Và nếu bạn muốn lên đời khả năng thiết kế của mình, hãy thử Figma. Đây là một công cụ thiết kế trực tuyến, cho phép nhiều người cùng hợp tác trên cùng một dự án. Figma còn có một thư viện biểu tượng, bộ công cụ layout và animation vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn tạo ra những sản phẩm đỉnh của chóp.
Ngoài ra, còn rất nhiều phần mềm thiết kế khác như Canva, Cozender ra. Mỗi công cụ đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Vì vậy, bạn hãy thử nghiệm, khám phá từng phần mềm, rồi chọn ra công cụ phù hợp nhất với nhu cầu, phong cách thiết kế của bản thân nhé. Số 5. Sách tham khảo về thiết kế. Cá nhân tôi thì tôi tin rằng sách tham khảo thường cung cấp kiến thức chi tiết, bài bản và có hệ thống về các nguyên lý, nguyên tắc và lý thuyết nền tảng trong các lĩnh vực này. Trên mạng xã hội, thông tin thường mang tính rời rạc, thiếu tính hệ thống và có thể không đầy đủ. Sách tham khảo thường được viết bởi các chuyên gia, nhà thiết kế có uy tín và kinh nghiệm lâu năm, đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin. Bản thân sách tham khảo sẽ cung cấp một cách tổng thể và toàn diện về các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, sách tham khảo thường cung cấp các ví dụ, bài tập và hướng dẫn cụ thể, giúp bạn dễ dàng áp dụng vào thực tiễn. Trên mạng xã hội, có nhiều nội dung không được kiểm chứng hoặc mang tính chủ quan của cá nhân. Thông tin thường mang tính lý thuyết và ít có các hướng dẫn ứng dụng cụ thể. Với sách tham khảo thường đi sâu vào các vấn đề, cung cấp cái nhìn toàn diện và có chiều sâu. Trên mạng xã hội, thông tin thường mang tính nông cạn và thiếu chiều sâu. Vì vậy, việc đọc sách tham khảo về thiết kế, typography và màu sắc sẽ giúp bạn xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc, hiểu sâu các nguyên lý và có thể ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Đây chính là con đường để trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Và đó chính là những vật dụng thiết yếu mà một người thiết kế cần phải có trong bộ sưu tập của mình. Giờ thì bạn đã sẵn sàng để bước vào cuộc sống của một nhà thiết kế chuyên nghiệp rồi đấy. Hãy tự hào về bản thân và luôn nỗ lực để vươn lên. Nhớ nhé, sự sáng tạo không chỉ là một công cụ, mà còn là một cách sống. Hãy luôn tin vào trực giác, khám phá những điều mới mẻ và không ngừng thử thách bản thân. Bởi chỉ khi bạn dám nghĩ khác, dám làm khác thì mới có thể tạo ra những thiết kế đột phá, mang lại giá trị cho cộng đồng. Chúc bạn luôn đam mê, sáng tạo và thành công trên con đường thiết kế nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.